Trước sự hào hức của công chúng, cuối cùng Rolls-Royce đã chính thức trình làng chiếc Phantom hoàn toàn mới, phục hồi danh hiệu chiếc xe sang trọng nhất thế giới của Phantom. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Rolls-Royce Phantom đã đem đến cho người đối diện một vẻ đẹp được tăng tiến rất nhiều, đồng thời mức độ thanh lịch cũng được đưa lên một tầm cao mới. Ở phía trước, các nhà thiết kế của hãng xe siêu sang đã lắp đặt một tấm lưới tản nhiệt có chiều cao gia tăng, biểu tượng quen thuộc Spirit of Ecstasy được xuất hiện ngay trên đỉnh nắp capo ở vị trí cao hơn nửa inch so với người tiền nhiệm. Bên cạnh kích thước được cải thiện, lưới tản nhiệt của Phantom lần đầu tiên được tích hợp với viền bao quanh thân xe. Điều này giúp diện mạo của Phantom mới trở nên hiện đại hơn rất nhiều. Tấm lưới này được bao bọc bởi những đèn pha laser mới trên cụm đèn chạy ban ngày. Rolls-Royce cho biết đèn pha trên Phantom mới là những chiếc đèn tiên tiến nhất trên thế giới, có khả năng chiếu sáng tới phạm vi hơn 600m. Di chuyển tới các bộ phận khác, Phantom hoàn toàn mới được trang bị với những viền thép không gỉ đánh sáng bóng, chạy dọc theo các cạnh trên mui xe và quanh kính chắn gió phía trước. Chiếc Phantom này chính là chiếc xe sở hữu các miếng thép đơn mảnh lớn nhất được đánh bóng thủ công xung quanh các cửa sổ và cột xe. Phía sau của chiếc sedan sang trọng bậc nhất trên thế giới là cửa sổ dốc đứng tiếp tục được bao quanh bởi khung thép không gỉ. Diện mạo của Phantom hoàn toàn mới được cải thiện thêm nhờ bộ bánh xe 22 inch và đèn hậu trông như những viên ngọc quý. Xét về tổng thể, thực tế Phantom mới cũng vẫn không có sự thay đổi rõ rệt so với thế hệ trước, nhưng hàng ghế trước của chiếc siêu sedan mới chắc chắn sẽ cung cấp cho hành khách sự thoải mái nâng cấp với tấm ván gỗ ốp vào mặt sau của ghế được lấy cảm hứng từ chiếc Im Lounge Chair rất nổi tiếng của năm 1956. Tuy nhiên, phần gỗ này đã được che lấp bởi các bàn gấp ở phía sau ghế tích hợp cùng màn hình hiển thị thông tin giải trí cho hành khách phía sau. Những chiếc bàn đặc biệt này có thể được kích hoạt hoặc gấp gọn chỉ bằng một nút bấm. Lái xe cũng sẽ nhận được hai màn hình TFT 12,3 inch, một đồng hồ analog và một loạt những trang trí bằng gỗ thủ công tinh xảo. Một loạt các lựa chọn khác bên trong Phantom hoàn toàn mới bao gồm lót trần kiểu bầu trời với các ngôi sao phát sáng và gói Rear Drinking Package, bao gồm những chiếc ly đựng rượu whisky và bình đựng rượu cực kỳ sang trọng. Với tham vọng đưa Phantom thế hệ thứ 8 trở thành chiếc xe có không gian nội thất yên tĩnh nhất thế giới, các kỹ sư của Rolls-Royce đã thực hiện rất nhiều những thay đổi chuyên sâu cho Phantom, bao gồm lắp đặt hệ thống cách âm, cách nhiệt tân tiến nặng hơn 130kg, các mối nối bằng nhôm lớn và toàn bộ kính hai lớp dày 6mm xung quanh xe. Hãng xe sang cũng bổ sung thêm lốp Silent Seal độc đáo, có thể giảm độ ồn của lốp xe tới 9dB. Rolls-Royce cho biết sau tất cả những nâng cấp này, Phantom mới đã yên tĩnh hơn 10% so với thế hệ cũ khi ở tốc độ 100km/h. Đội ngũ chuyên gia của Rolls-Royce đã thành công khi đem tới cho hành khách một khoang cabin cực kỳ yên tĩnh và thoải mái. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ tăng áp kép V12 6.75 lít hoàn toàn mới, cho ra công suất 563 mã lực và mô men xoắn cực đại 900 Nm. Khối động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, sử dụng công nghệ vệ tinh hỗ trợ để đảm bảo rằng hộp số luôn ở đúng bánh răng. Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 sử dụng nền tảng được gọi là Architecture of Luxury, kiến trúc của sự sang trọng. Đây là một nền tảng khung nhôm hoàn toàn mới được thiết kế đặc biệt dành cho những chiếc xe của Rolls-Royce. Nền tảng này có thể mở rộng và có độ linh hoạt cao, do đó nó có thể đáp ứng các yêu cầu về kích thước đa dạng và trọng lượng khác nhau cũng như các hệ truyền động, động cơ đẩy và kéo khác nhau. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng cứng hơn 30% so với nền tảng trên mẫu xe tiền nhiệm của Phantom và nó sẽ được sử dụng cho tất cả các mẫu xe trong tương lai của hãng xe siêu sang, bao gồm Ghost, Red và Dawn thế hệ tiếp theo, cũng như chiếc xe gầm cao Project Cullinan. Đây là chiếc crossover đầu tiên của thương hiệu xe sang. Để đảm bảo Phantom hoàn toàn mới cung cấp những chuyến đi lướt nhẹ êm ái, các kỹ sư đã trang bị cho xe hệ thống treo khí nén tự động cân bằng. Hệ thống này sẽ thực hiện hàng triệu phép tính mỗi giây và phản ứng với các đầu vào xử lý lái, gia tốc và camera. Ngoài ra, chiếc xe cũng nhận được trục trước xương đòn kép mới và trục sau 5 điểm liên kết, giúp mang lại mức độ kiểm soát đáng kinh ngạc cho chiếc xe. Về các công nghệ an toàn, Phantom mới được trang bị một loạt hệ thống hỗ trợ lái xe bao gồm hỗ trợ cảnh giác, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo các nút giao thông, cảnh báo va chạm và cảnh báo thay đổi làn đường. Những tính năng hiện đại nổi bật khác trên Phantom thế hệ thứ 8 bao gồm màn hình hiển thị Head-Up Display và hệ thống kiểm soát tầm nhìn với 4 camera khác nhau đặt xung quanh xe.